Thưa quý vị, năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi 2 trong 1, đó là vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi cao đẳng đại học trong một kỳ thi. Chính vì vậy thì có nhiều ý kiến của học sinh và phụ huynh gửi đến chương trình thắc mắc về cái việc tổ chức kỳ thi trong năm nay. Trước cái thông tin đó thì chúng tôi có mời đến trường quay nhà giáo ưu tú tiến sĩ Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo để mà trả lời những cái khúc mắc mà học sinh và phụ huynh đã gửi đến chương trình. Trước tiên xin cảm ơn thầy đã tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên đó là năm nay thì kỳ thi gộp như vậy, vậy thì chắc chắn là có sự kỳ thuận lợi cho học sinh. Vậy thì có thuận lợi hơn cho giáo viên, học sinh và địa phương tổ chức kỳ thi hay không ạ? Học sinh thì thuận lợi hơn, giảm được sự phiền hà, công canh, tốn kém, bởi vì giảm bớt các kỳ thi, cũng giảm bớt số lượt môn thi của các em. Còn mà cái tổ chức thi á, thì sở cán bộ giáo viên thì phải cố gắng thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh là được. Vâng. Về cơ bản thì thầy có thể cho biết thêm là kỳ thi năm nay thì có những khác biệt nào so với những kỳ thi năm trước ạ? Kỳ thi năm nay thì phải nói có nhiều cái khác biệt so với các kỳ thi năm trước. Trước hết là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thay thế cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy. Cái thứ hai nữa là tổ chức các cụm thi, thì cụm thi do trường đại học chủ trì phối hợp với sở và cụm thi do sở chủ trì phối hợp với trường đại học. Và nhiều điểm mới trong quy chế thi cũng thay đổi, ví dụ như là không công nhận cái loại tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ đổ vào chế độ. Năm nay thì có cái khái niệm mới mà phụ huynh học sinh cũng mới tiếp nhận, đó là có cụm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và cụm thi địa phương. Vậy thì thầy có thể cho biết rõ hơn về cái hai cái cụm thi này như thế nào? Như vậy là năm nay á thì đối với trên một địa bàn tỉnh thì thí sinh sẽ tham gia một trong hai cụm thi. Cụm thi thứ nhất á, là do trường đại học chủ trì phối hợp với sở giáo dục đào tạo, gọi là ta gọi là cụm thi quốc gia đấy. Thì cụm thi này thì cho những cái thí sinh là vừa có nguyện vọng thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa có nguyện vọng để vào các trường đại học cao đẳng. Mà kỳ thi này á, cụm thi này á, thì học sinh sẽ tập trung về trung tâm để thi. Còn cụm thi thứ hai là cụm thi gọi là cụm thi địa phương, thì do giám đốc sở giáo dục chủ trì phối hợp với trường học nơi có học sinh đăng ký dự thi cụm thi. Và cụm thi này cho những cái đối tượng, tức là chỉ thi để công nhận tốt nghiệp thôi, không có nguyện vọng vào trường đại học cao đẳng. Và các cái cụm thi này đó, thì tổ chức nhiều điểm thi và ở địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đi thi gần nhất. Vâng. Cho đến nay thì thầy có thể cho biết là những cái môn thi chính nào được áp dụng trong kỳ thi năm nay và có sự khác biệt nào giữa việc mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi vào cao đẳng đại học trong cái đề thi hay không ạ? Thì môn thi trung học phổ thông quốc gia thì có 8 môn. Là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, 8 môn. Những thí sinh nào mà thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì thi 4 môn: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một môn tự chọn trong các môn còn lại. Và những cái em nào mà có nguyện vọng thi để tuyển sinh vào đại học cao đẳng thì lựa chọn môn để tổ hợp môn thi theo yêu cầu của các trường đại học cao đẳng. Còn đề thi á, thì đề thi thì năm nay á thì vẫn có hai loại, một loại trắc nghiệm và tự luận. Thì cũng có những cái môn là vừa tự luận vừa trắc nghiệm như là môn ngoại ngữ. Còn nội dung đề thi thì nằm trong chương trình trung học phổ thông mà chủ yếu là lớp 12. Còn cái cấu trúc đề thi thì Bộ không ban hành, nhưng Bộ sẽ ban hành là đề thi minh họa, tức là mã trần đề thi. Và cái dự kiến cái
đề thi Minh Họa thì sẽ có hai loại câu hỏi. Loại câu hỏi thứ nhất là dùng cho học sinh thi tốt nghiệp. Cái loại câu hỏi thứ hai á, là dùng cho học sinh có nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng thì có cái phân hóa cao hơn, họ nâng cao hơn. À, như vậy thì cái kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có thể áp dụng để mà xét vào cao đẳng đại học cũng thế. À, tức là nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn mục đích thứ hai là lấy căn cứ dữ liệu để tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. À, trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015 ấy, đó có những quy định là về cái chấm điểm để mà vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông và vừa có thể là làm cơ sở để mà xét vào cao đẳng đại học. Như vậy thì cái công tác thi được phối chấm thi được phối hợp như thế nào? À, công tác chấm thi thì được quy định trong cái điều 23, 24, 25, 26 và 27 trong quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, bao gồm là khu vực thi này, rồi thì ban chấm thi này, rồi chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, chấm thi kiểm tra này, và có thể là chấm thi thanh tra của bộ. Còn về kết quả đó, thì sau khi có kết quả chấm thi thì chủ tịch hội đồng thi sẽ gửi báo cáo với bộ, đồng thời cái chủ tịch hội đồng có thi cùng thi đại học á, sẽ gửi cái kết quả của những học sinh mà thí để xét tốt nghiệp trung học phổ thông về sở, để các sở dục có thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng thời các trường đó cùng gửi giấy chứng nhận kết quả thí về các sở. Theo đó thì mỗi thí sinh là được 4 giấy. Cái giấy thứ nhất là dùng để tuyển sinh nguyện vọng 1, 3 giấy còn lại là dùng để tuyển sinh nguyện vọng bổ sung sau. Đối với những cái thí sinh mà có nguyện vọng sẽ tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Vâng. Vậy thì năm nay có cái đối tượng đó là các học sinh năm trước mà chưa dự thi cái thi này, hoặc là đã có kết quả nhưng mà sẽ đăng ký thi đại học thì sẽ được sở bố trí để tham gia cái thi này như thế nào nếu có nguyện vọng? À, cái khái niệm cái học sinh tự do năm nay cũng có thay đổi. Cái đối tượng thứ nhất của học sinh tự do là những học sinh đã học hết chương trình trung học phổ thông mà chưa thi tốt nghiệp, hoặc đã thi tốt nghiệp nhưng mà chưa đậu ở những năm trước. Thì đối tượng đó thì đăng ký, sở sẽ có công văn hướng dẫn đăng ký tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh, tạo điều kiện để các em đăng ký thấy thuận lợi nhất, nói cái có xác nhận của chính quyền địa phương. Còn cái đối tượng thứ hai của học sinh tự do đó là những cái em đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, hoặc là tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương, thì sở sẽ có hướng dẫn cho các em nạp hồ sơ đăng ký dự thi về tại các phòng giáo dục đào tạo. À, theo thông tin chúng tôi nắm được thì Nghệ An là một trong 38 điểm thi quốc gia trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cao đẳng đại học năm nay. Vậy thì theo thầy thì cái công tác chuẩn bị trên địa bàn tỉnh như thế nào? À, Nghệ An là một trong 38 đơn vị được bộ chỉ định làm cái cụm thi trung học phổ thông quốc gia. Theo đó là trường đại học Vinh là chủ trì, và học sinh dự thi là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Khoảng độ theo tôi dự đoán là khoảng độ là gần 50.000 học sinh dự thi. Thì chúng tôi rất yên tâm là bởi vì trường đại học Vinh ấy, là một trường có bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng phát triển, trường anh hùng, mà lại trường đang một trong 16 trường bộ đang xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia, mà có 13 năm tổ chức kỳ thi theo ba chung cùng thi tại trường đại học Vinh. Do đó với cái trải nghiệm, với kinh nghiệm đó thì chắc chắn là tôi tin chắc rằng là kỳ thi sẽ diễn ra là nghiêm túc, an toàn. Còn về phía tỉnh Nghệ An thì đã chuẩn bị cái phương án thí. Cái thứ nhất là phổ biến học tập quy chế cho cán bộ quản lý, giáo viên cùng học sinh. Cái thứ hai nữa là làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, công tác thông tin đại chúng
Cái thứ ba nữa là hướng dẫn cho các trường tổ chức dạy học hoàn thành chương trình, rồi đánh giá xếp loại học sinh, rồi tổ chức ôn tập cho học sinh. Cái thứ tư nữa đó là chuẩn bị cái tấm thể để chờ khi nào có cái hướng dẫn chính thức của bộ về cái tổ chức kỳ thi trong năm nay, thì sở giáo dục sẽ tổ chức hình thành hai cụm thi, một cụm thi là phối hợp với trường Đại học Vinh để tổ chức là cụm thi quốc gia, một cụm thi là do giám đốc sở chủ trì là cụm thi địa phương. Thì theo số liệu ban đầu á, thì các trường báo cáo lên á, thì hiện nay là có 11.555 là học sinh chỉ đăng ký thi để là sẽ tốt nghiệp thôi, không có nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng. Chúng tôi đang dự kiến là khoảng 24 điểm thi. Cái nữa là cái chỗ chúng tôi đã cần chuẩn bị các phương án, từ phương án bảo vệ kỳ thi để tổ chức kỳ thi an toàn á, thì ở Nghệ An chúng ta mấy năm cũng làm rất là tốt. Do đó sẽ phối hợp với trường Đại học Vinh cũng như chủ động để mà thực hiện kỳ thi trên cụm thi của tỉnh sẽ an toàn, nghiêm túc. Vâng. Trước cái mùa thi năm nay thì thầy có những cái khuyến cáo thế nào đối với học sinh để mà các em có thể mà chiếm lĩnh được tri thức và nắm vững được kiến thức đã học để mà tự tin trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi cao đẳng đại học năm nay? Thì trước cái thay đổi kỳ thi năm nay nữa, thì tôi có một cái lời khuyến cho học sinh cũng như là phụ huynh, thực hiện là yên tâm. Cái thứ hai á, là học và ôn tập tốt. Cái thứ ba là nắm vững cái kiến thức kỹ năng của các môn thi mà chủ yếu là nằm trong chương trình lớp 12. Như là thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển á, đã khẳng định là học trong sách giáo khoa là đúng. Năm nay thì không bộ không ban hành cái hướng dẫn ôn tập và cũng không ban hành cái cấu trúc đề thi, nhưng mà các em hãy nắm vững kiến thức cơ bản rồi thì biết vận dụng cái kiến thức đó vào thực tiễn, để mà cái đề thi thì bao giờ cũng có là trên cái cơ sở kiến thức nó phát triển cái phẩm chất năng lực của học sinh. Do đó là các em cứ bình tĩnh ôn thi cho thôi. Vâng, xin cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái thông tin cần thiết cho học sinh và phụ huynh. Những cái kiến thức vừa rồi có thể là sẽ làm cho học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ vững tâm hơn chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn thầy đã tham gia chương trình. Vâng, xin cảm ơn.